Dạ, em chào mọi người. Bữa nay bên em xuất một cái bồn nhựa 10.000 lít về Sadec luôn mọi người ạ. Cái bồn nhựa 10.000 lít đại thành này thì bồn mới, giống như mới 99% luôn. Mà hàng này là hàng Tân Á, hàng làm ngoài Hà Nội á, nên nó rất dày, rất nặng. Cái lô bồn này đẹp lắm. Ở trong miền Nam nó chắc mình tìm không ra đâu. Ở ngoài đấy họ có cái khuôn mẫu hơi khác trong này một xíu, cái đít nó hơi tròn tròn lắm mọi người. Ở trong này thì cái đít nó cái đáy bồn á, nó dẹt xuống hơn, còn cái này nó hơi tròn tròn lên này, và nhựa rất nhẵn, rất bóng, rất dai ạ. Đây để em quay một lượt cho mọi người xem là cái bồn nó rất mới ạ. Mới giống như một bồn mới xuất xưởng á. Bên em tháo cái lỗ phi ra thôi, còn không có vấn đề gì hết. Nó hơi bị lóa ánh sáng, em chưa biết chỉnh cho nên là mọi người nhìn xa không rõ đó, bồn nước đó đó mọi người. Xe đã đậu đây để đợi bồn đưa lên rồi đấy ạ. Bồn Tân Á, nó có chữ Tân Á đó mọi người. Tức là Tân Á Đại Thành là một, nhưng mà ở ngoài miền Trung hết ra ngoài Hà Nội á, thì là họ sẽ gắn cái mác là Tân Á. Còn từ miền Trung gắt hết vô thành phố Hồ Chí Minh á, các tỉnh miền Nam này thì sẽ gắn cái mác là Đại Thành ạ. Mấy cái ánh ở phía trên á, không phải là bụi cũng không phải ấy đâu, mà do ánh sáng đó. Sợ cái xe nó làm bẩn cái bồn nên cái xe được xịt rửa luôn đấy. Cái lỗ phi á, bên em khoét lại cho mọi người, cho khách hàng, giống như lỗ phi mình xài ở trong này là lỗ phi 42 và lỗ phi 60. Họ đang xài ở ngoài đấy là lỗ phi có 34 thôi ạ. Xe cẩu được rửa sạch cái thùng á, để khi đưa bồn lên cái bồn nó khỏi bị bẩn. Cái bồn này
Mọi người thấy là bồn để đây nó cũng sạch lắm, chỉ có một chút bụi thôi. Mình xịt qua là nó sạch hết. Đó, xịt qua là nó mới tinh tươm luôn. Tại cái bồn này lâu bồn mới, họ mua về mà họ chưa xài luôn. Mới lắp phi và ổn định rồi, họ thanh lý luôn đấy ạ. Rất đẹp. Mới 99% luôn ạ. Vừa dày vừa nặng nữa. Bồn thực sự là chất lượng. Bạn đã đang trèo vào để đút cái lỗ phi á, đút cái lỗ phi đồng ra ngoài này để mình siết mình vặn. Bình thường nếu không có người á thì mình cũng có thể làm cách khác, nhưng mà có người thì mình trèo vào lẹ hơn đấy ạ. Có hai cái thang, một cái thang ngoài và cái thang trong là được rồi ạ. Rồi em chào mọi người nha. Mình cần sử dụng bồn nhựa 10.000 lít đứng của Tân Á Đại Thành còn mới zin. Thì mình hãy vui lòng liên hệ bên em ha. Theo số điện thoại 0978 53 59 53. Số này có Zalo để mình kết bạn hoặc mình xem hình ảnh trực tiếp. Mọi người có thể đặt hàng trên clip này, dưới clip này bên em sẽ liên hệ lại và giao hàng cho mọi người ha. Mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Những cái bồn nước mà bên em thâu được mới mua về sẽ đưa lên đây. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì mình đặt hàng, bên em sẽ giữ hàng và giao lại cho mọi người ha. Thì cái lô bồn này là bên em có cả chục cái luôn ha. Bán được 3 rồi. Còn 6-7 cái nữa đang chờ những ông chủ đầu tư tiếp. Bồn này là rất chi là đẹp và nặng. Bồn này mình xài rất chi là ok. Mình nhớ là đặt trên mặt phẳng như vậy này, mình xài hoài, xài mãi luôn. Vẫn được bảo hành bình thường 10 năm giống như bồn mới luôn ha mọi người ha. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người mình. Xe chỉ việc hạ bồn xuống, đưa cái dây cần cẩu vào là xong thôi, là đưa lên xe mình giao về Sa Đéc được rồi ạ. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi trưa an lành. Đây là giờ trưa rồi đấy mọi người. Em chào mọi người nha.